Xin chào bác nhá. Ở clip này thì em đang test một bộ karaoke. Bộ karaoke này thì nó tầm vào độ 15.800.000 bác nhá. Thì giá em bao ship. Bộ karaoke nói chung là bình dân nhưng mà sử dụng những thiết bị nó cũng là cao cấp. Ở đây thì đang sử dụng những con đẩy bãi hai kênh, con này 8W một kênh. Con này giá là 4.500.000 bác nhá. Như con đẩy này thì các bác có thể dùng, chúng ta đánh được khoảng độ nhiều loa. Con này thì các bác đánh thêm được 2 đôi loa nữa. Họ đánh được 2 đô loa 30 đánh căng thôi nhé. Và ở đây sử dụng những dòng vang Shiso T3 hàng vang bãi. Con vang này giá 2.800.000 và những bộ mic Beyer vỉ tím giá 2.700.000. Ở đây thì đặc biệt là đang sử dụng những dòng loa cũng rất là hay, loa 25. Ở loa đô loa này giá là 5.500.000 thôi nhé. Với chất âm của nó rất là hay, ngoài hát hay hát nhẹ thì nghe nhạc nó rất là chuẩn. Với bass đánh sâu và tiếng mic rất là bay thôi nhé. Đô loa này nó sử dụng bass 25 công suất rất là lực. Công suất của nó 300W trên một quả loa đó nhá. Thì với công suất này thì nói chung là nó ngang với những dòng loa 30 và côn của nó côn 75. Thì là mic, tiếng mic nó rất là thoát. Dòng loa NH Audio, một thương hiệu của Mỹ. Dòng loa này thì cửa hàng có bán rất là nhiều. Loa 25 này rồi. Với đôi loa này thì các bác ở những không gian phòng tầm 3m² đó nhá. Thì những sản phẩm âm thanh em gửi cho bác ở đây. Ở đây một cái bộ này thì em gửi cho anh Nguyễn Phạm Nghĩa có địa chỉ 17/4 Vĩnh Phú 22, Thuận An, Bình Dương. Bác khách hàng này hôm trước cũng lấy bên em một đôi loa, trước cũng lấy bên em một đôi loa rồi. Thì hôm nay bác khách hàng bác lấy thêm loa tiếp nhé, lấy thêm loa tiếp. Và với những bộ sản phẩm như này thì các bác về cũng dễ dùng. Ở đây thì chúng ta sử dụng ví dụ con vang này thì em sẽ cài cho bác là 4 chế độ nhé, M1, M2, M3, M4. 4 chế độ này thì chúng ta có thể là vừa một chế độ 1, 2, 3 là hát karaoke, 4 là nghe nhạc. Thì mà lô thử các tiếng mic thì với chế độ 1 của nó là Eco Reverb thì tiếng nó rất là ngọt quá nhá. Lê Lê 2 này mà lô thử các nghe nhá. Lê 2 5 6 7 Lê 6 Lê. Chế độ 2 của nó thì dành cho các bác nào hát yếu hơn một chút. D 6 7 2 alo. Tiếng mic cái dòng này nó rất là nhẹ nhé. Chế độ 3 này thì chủ yếu là bác nào hát tốt hát reverb. D 6 6 7 2 6 D. Còn 4 của nó là nghe nhạc thôi nhá. 4 là nghe nhạc. Thì với cái bộ các bác khi chọn chế độ này, ví dụ như là M1, M2, M3, M4, chúng ta ấn một nhịp nhả ra luôn đó nhá. Và trong vòng ấn xong vòng 2 giây nó mới lót xong. Đấy. Thì bác muốn chọn chế độ khác mới chọn được. Còn ở dưới này nó là to nhỏ của nhạc này. To nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic. Đây em sẽ cho bác nghe đoạn nhạc nhá. Các bác đeo tai nghe vào bởi vì em quay điện thoại nó ồn. Nó lẫn nhiều những cái tạp âm bên ngoài cho nên là nhiều khi là nó tiếng nó không chuẩn mới nhá. Cả là hát thâu nó không được chuẩn. Nhưng mà quay như thế thì các bác mới biết được cái bộ nào hay, bộ nào dở. Thì nếu mà thâu bằng cái dây live stream hoặc là sao cạc thì cái bộ dở nó thành hay, nhiều khi các bác không phân biệt được. Tiếng dòng này thì rất là hay. Tiếng rất là sạch sẽ bác nhá, tiếng rất là sạch sẽ và hay. Thì những sản phẩm này em báo giá cụ thể từ 1 để các bác nào mà quan tâm thì chúng ta có thể là theo dõi cũng như là có thể mua lẻ từ sản phẩm 1 thôi nhé. Con đẩy này rất là khỏe, đẩy này các bác có thể đánh thêm 2 cặp loa nữa nhé. Thế đây là những sản phẩm mà em test gửi toàn thể quý khán giả, các bác đang theo dõi kênh bên em. Các bác nhớ đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những video clip mới nhất anh em đăng tải và em sẽ báo giá cụ thể với nhé.
Đấy, những sản phẩm nhất là loa này các bác dùng khá là hay và giá thành hợp lý các bác nhé. Một đôi loa giá nó 5 triệu 500 nghìn nhưng mà nó có thể là hay hơn rất là nhiều những dòng loa 30 mà các bác mua phải những đôi nó chất lượng kém, mic rất là thoát các bác nhé. Đấy, thì clip em xin tạm dừng ở đây, xin chào các bác ạ.